Rồi, hiểu chào tất cả anh em. Hôm nay trời mưa anh em ạ. Con xe này anh em nhìn này, kẹt quả ga này. Anh em nhìn rõ không? Đấy. Anh em nhìn này, hỏng ga thấy đấy, bẩn chưa? Con này kẹt cứng luôn này, không ga này được. Thì cho nên là có những cái chúng ta phải định kỳ vệ sinh là như vậy đấy anh em ạ. Con này phải tháo ra để vệ sinh. Con chế này nó đang bị kẹt quả ga, rất nhiều xe dính đấy, nó dỉ ngoèn này trong này đấy, nhìn được không? Hiểu đã tháo hết rồi, vít đơ chính vít đơ phụ ra rồi. Video này Hiểu sẽ không chia sẻ cho anh em đâu nha, vì cái này là cái kỹ thuật cần phải giấu giếm để còn kiếm cơm. Cái này là bị đóng bụi ở đây. Đây là Hiếu vừa vệ sinh rồi đấy, Hiếu vừa dùng bằng cái lọ này Hiếu xịt rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa ổn đâu. Anh em chúng ta muốn xử lý được cái này ấy, là anh em chúng ta phải làm như này. Đấy. Đấy. Hiếu sẽ gặp mày quay lại. Anh em đi mua cho mình một cái chổi như này này, bé này thôi, nhìn rõ không? Cho một chút dầu ở đây này để đánh vệ sinh, để mình cũng có một tí dầu để đánh trơn. Rồi chúng ta rửa sau. Cái chổi này là chổi mịn nha, chổi mịn chứ nó không được. Cái này rất là mềm anh em nhỉ, nó giống như sợi cước cái thôi nha. Đây là rất là mềm nha, không phải là cái chổi cứng đơ ấy đâu. Anh em đút vào như này này. Đấy. Này, nghiêng này. Cái này là bí kíp, Hiếu không dạy anh em đâu nha, không truyền nghề đâu. Đấy. Anh em thấy không? Kiểu như doa lòng ấy. Đấy, sạch chưa? Rồi, như thế này là ok. Chúng ta rửa sạch bằng xăng đi. Đấy, bóng lừ chưa? Như thế này là chúng ta rửa bằng xăng đi, ráp lại cho khách, rồi chúng ta kiếm 100 bạc. Còn có nhiều người ấy, cái này của chị nó bị kẹt rồi, thay chế. Mà nó lại vứt cái chế xịn này đi, nó thay cho cái chế tàu thôi, đúng không? Lấy đâu ra chế xịn, đúng không anh em? Cái chế xịn này thì chúng ta mua 1 triệu bạc, còn chế tàu thì 150-200. Chúng ta biết được cái gì là tốt cái đấy. Đấy anh em chúng ta xịt đi. Nói chung là Hiếu đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, xịt hết cái này rồi. Bây giờ chúng ta xịt lại, rửa bằng xăng xịt lại thôi. Đấy, như vậy là chúng ta đã tưởng cái gì chứ, còn cái ba cái kẹt quả đào vớ vẩn thì anh em chúng ta xử lý phát một thì có cái gì đâu anh em, đúng không? Cái gì nó khó khăn chứ cả, mấy cái kẹt vớ kẹt vẩn anh em chúng ta phải xử lý phát một này. Đấy, nhớ đầu tư cái nọ này này, tẩy rất khỏe, rất sạch sẽ. Cái này lúc đấy nó kẹt, nó có nhiều cái kiểu những cái chạc bẩn vào đây này, anh em nó tẩy sạch nó đi.
Đây chúng ta lắp kim ba cạnh vào. Đấy. Lắp vào đây. Nếu như mà không có cái tuýt hai cạnh này thì anh em chúng ta có thể dùng cái kìm cũng được. Đây, dùng kìm chúng ta kẹp vặn này. Đấy, cũng được. Đấy. Anh em chúng ta làm nó đơn giản đúng không? Cái này phục hồi một cái chế nó bị kẹt quả ga khá đơn giản. Để phục hồi một cái chế chúng ta chả mất cái gì. Anh em chúng ta chỉ mất một chút công sức một tí thôi bỏ ra, nhưng mà anh em chúng ta làm như này nó đảm bảo cho khách hàng rất là ok. Rồi. Đấy, như vậy là xong xuôi rồi anh em, có cái gì đâu đơn giản. Nhưng mà Hiếu nhấn mạnh mới anh em một chút này. Cái này ấy, để mà làm ngon thì chúng ta trước khi ráp, anh em chúng ta xoa một chút mỡ, à quên, dầu ấy. Cái dầu láp với dầu số ấy, xoa một chút thôi. Với cả xoa một chút dầu vào đây này. Đừng xoa nhiều quá, xoa nhiều quá nó cũng không tốt nha. Xoa nhiều quá nó sẽ... Anh em chúng ta vệ sinh sạch cái này đi, rồi chúng ta xoa một lượng dầu vào đây để nó cho nó trơn. Hiếu đã bảo rồi, không được xoa nhiều. Xoa nhiều là nó xuống chế, là không nổ được xe đâu. Tháo ra để vệ sinh. Đây này, anh em nhìn thấy không ạ? Cái này. Đấy. Chúng ta vệ sinh hết từ cái này. Nếu như có cái dầu lát cũng tốt. Không có dầu lát thì thôi anh em ạ, thì lấy dầu nhớt cũng được. Dầu lát thì độ bôi trơn cao hơn. Anh em chúng ta ráp vào. Cho một chút dầu vào đây này anh em này. Đấy. Nói chung là cái nào chúng ta cũng phải cần dầu. Anh em không cần dầu không được. Ráp nha. Anh em nào chưa biết ráp thì nhìn cái video này, đút cái lò xo này và chúng ta cầm vào đây này. Đấy, anh em chưa? Đấy. Xong. Xoa một chút dầu đây này. Đấy, tí thế này thôi anh em, cho nó đủ cái bôi trơn là được. Đấy, xong rồi đấy. À, cái này thế, cái này anh em chúng ta xoa một chút dầu ở đây này. Ngón tay của mình thì hơi to. Anh em ngón tay nhỏ thì chúng ta đút vào đây. Rồi, nhẹ nhàng. Đây ngón tay mình hơi to thì nó chỉ nhấp nhảy được tí này thôi. Cũng không sâu lắm. Rồi. Bây giờ thì ngon rồi. Không còn cái hiện tượng nó bị kẹt. Không còn hiện tượng kẹt quả ga rồi. Đấy. Anh em nhỉ. Sao? Ngọt ngào tình cục anh em nhá. Như cậu vì mợ ấy. Đấy. Ok chưa? Rồi, video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Video này là Hiếu giấu nghề đấy, nếu không truyền dạy cho anh em đâu. Anh em đừng có học, không mất nghề của mình. Rồi, ok. Hiếu chào tất cả anh em.